Rồi, xuôi. Xuôi, đây, xài. À, làm dàn. Dàn gì ấy? Đúng rồi, chuẩn đấy. Làm như này là rất đẹp đấy các bạn ạ. Thôi, bây giờ tiện đây thì ngồi nói về vấn đề Quang, anh Quang Dũng là nha mọi người. Thì anh Quang Dũng là đang có bệnh. Ok, hello chào các bạn nhá. Ok, hello chào các bạn, mình tên là Freddy. Ok, chào mừng các bạn đến với channel Quang Vlog của Sơn Châu Phi. Hôm nay là quay trở lại với lại Trang Trải nha mọi người. Thì cũng đâu đó là 2 tuần rồi. Đấy, thì mới quay trở lại với Trang Trải. Mấy 2 tuần này, 2 tuần trước ấy là mình đi Luân Đa tìm nguồn giống lợn, dê với là cừu với là bò thì cũng đã có nguồn giống rất là tốt rồi. Thì bây giờ là về Trang Trải là triển khai chuồng trại với gì, chuồng lợn này, chuồng bò này với là chuồng vịt. Chuồng vịt thì anh thấy đã làm xong rồi, thì hôm nay mình quay cho mọi người xem cái mô hình mà anh thấy đang vẽ ra cho Trang Trải đấy. Chuồng rất là đẹp và rất là làm cực kỳ chi tiết luôn đấy. Và cái vấn đề thứ hai nữa là mình muốn nói là về vấn đề anh Quang Dũng đấy, cũng đâu đó là 20 mấy ngày rồi anh Dũng không có một tin tức thông báo gì cho mọi người, vì lý do là anh ấy ốm mới khỏi nha mọi người. Mới khỏi xong là phải đi thủ đô làm lại cái giấy tờ bắt bót đấy, bắt bót để sắp tới anh Dũng về Việt Nam một thời gian để chữa bệnh đấy. Thì cái này thì cuối video mình sẽ thông báo cho mọi người cụ thể và rõ ràng hơn, đỡ mọi người thắc mắc. Mình cũng đang tính nói với mọi người lâu lắm rồi, trước khi mà anh Dũng đổ bệnh ấy thì mình có định nói, nhưng mà chưa có thời gian để về đây làm một cái video mới. Mấy cái video cũ mọi người xem ấy là video mình làm dư ra rồi đăng lên đấy, trong cái quá trình di chuyển về đây để làm. Thì nay là video mới, cách đây khoảng 2 tuần thì mới có thể thông báo với mọi người được. Ok, bây giờ là đi vào đây để xem cái chuồng vịt mà anh Thế làm rất là đẹp, rất là chỉnh chu luôn. Đây, cái này là bao quanh như này là thả vịt ra phía ngoài này mọi người nhá. Thả vịt ra mọi người ra phía ngoài này. Và có cái ao hồ đây luôn. Đây, bây giờ đi vào trong. Và cái chuồng vịt này ấy, anh Thế có bảo mình là về cái khu vực chăn nuôi thì sẽ là người chăn mới được phép vào. Còn những cái người mà đi làm nông nghiệp ấy là sẽ không được phép vào đây nha mọi người. Không đi ra lộn xộn ở phía trong khu chăn nuôi. Đấy. Cái phần này thì mình đang bảo anh Thế là láng cho nó sạch đi. Cái phần này là cho vịt đi xuống đây nha mọi người. Đây nó có cái hồ nước để cho vịt vui chơi ngoài này. Từ cái mương nước suối chảy vào đây nha mọi người ơi. Đấy rất là đẹp luôn. Bạn Esi Nata. Da, ta bom. Nata. Quanto peso fazenda trolo casa do Caloli vai Nata aqui. Agora bato banhar. Sâu lắm, cái này sâu lắm. Cái này ý như phải 1 mét, 1 mét. Đây phần này là láng cho nó vịt nó đi xuống đây nha mọi người. Đây, mình đã anh Thế hạ xuống cho nó dốc như này rồi. Đây, chuồng thì xong xuôi hết rồi mà cũng vây hết tất cả mà phía ngoài này nữa nha mọi người ơi. Vịt là nó sẽ không đi ra được đấy. Và bây giờ cũng không cần người chăn vịt nữa. Bây giờ chỉ có việc vịt là đi ra đi vào chơi trong khu vực này thôi. Đây chuồng trại là xong xuôi hết 100% rồi. Đây cái này là cái khu ăn uống của vịt đấy, cám này, nước này. Và cái này là nước thải để chảy ra đấy, làm rất là chỉnh chu luôn và bài bản, tuyệt vời. Phần dưới này là lót mun cưa nha mọi người. Ở bên này không có cái gì nhỉ, không có cái vỏ lúa ấy, thì phải là làm mun cưa. Và phía này cũng chảy thép 40 này, và cũng có cái cách nhiệt kiểu
nắng ấy, nắng nóng vào ấy cho nó bóng mát đấy mọi người, mà cũng có gió với gì lồng vào được ấy. Đây cái tấm lưới này, đây cái này là nuôi gà. Gà thì mình chưa nuôi, cái này là chắc là của anh bảo vệ hay của ai nhỉ? SK đưa mình cũng đây là mấy anh trang trại gửi gửi nuôi nha mọi người. Hình như là bảo vệ, chị Loan sẽ là bảo vệ. Vịt con thì chết hai mấy con, mà chết mười mấy con rồi các bạn ạ, không nuôi được, không nuôi được vì lý do là cái vịt con ấy mình lấy từ nhà anh chị Lan Anh ấy với là anh Lộc ấy, đợt bữa anh chỉ cho ấy thì nó khác với là không có vịt vịt mẹ với gì ấy, nó không nuôi được đấy, mà ở đây điện ánh sáng với gì không có, đêm lạnh nên là bị chết. Sắp tới nếu mà chăn nuôi số lượng lớn, nếu mà có vịt con thì các kiểu dê con với gì là mình sẽ thắp sáng nha mọi người, thắp đèn, sẽ kéo máy phát điện về đấy để làm một cái nguồn dây điện và đèn khắp cho trang trại chăn nuôi. Đây vịt vịt con thì sót đâu đó còn hai con nữa, hai con à đâu ba con, bốn con đấy, cái vịt mà lứa mà đợt mình nói lớn lớn ấy bây giờ to lắm rồi, to cực kỳ luôn đấy. Đây này, lùa lùa ra các bạn, lùa ra phò ra đù ao à. Đây đây đây, đây mấy con vịt con đây này, mấy con vịt con bây giờ to to như này rồi mọi người này. Đấy ui, bây giờ to lắm đấy cả đàn này. Đấy cho nó đi ra ngoài nó tắm rồi. To luôn, bây giờ lên to luôn nhở, kinh khủng thật đấy. Ở đây tầm 30 con. Đây cho đi ra, đây vịt con này chết cũng mấy con đấy, mấy con vịt nhỏ đấy. Đây cả đàn này, số này số 8 này, bây giờ to lắm ấy. Số ấy xuống tắm đi, nóng nắng như này tắm đi. Rồi xuống xuống đây sợi. Đấy mọi người thấy chưa, cái này đã chặn lại rồi nha mọi người, chặn lại không cho vịt nó đi ra ngoài mương, chặn lại rồi. Bây giờ là nhìn mấy con vịt to lắm đấy. Hình như có đây con vịt to to, một cặp to to như trong đàn, còn lại nữa là mấy cái đàn vịt mà đợt anh Lộc với là chị Lan Anh cho, bây giờ nó cũng to rồi. Vịt con thì còn là 1, 2, 3, 4, thế là chết 18 con, chết 18 con vịt vịt bé. Do là ở trong cái kho ấy các bạn ấy, nóng quá nên là nó chết. Đấy. Bây giờ có chuồng vịt với gì ra ngoài này rồi thì nó ok hơn. Đấy bây giờ lùa vào như nào. Đấy. Ê. Đẹp đấy. Đấy thế làm rất là chỉnh chu luôn. Cái này chưa hoàn thiện đâu, hết đâu nha mọi người. Chưa hoàn thiện hết đâu. Ê. Thôi cứ để cho chơi thế thôi. Để xa xưa. Thôi cứ để cho chơi thế thôi mọi người nha. Đấy mọi người thấy khu chăn nuôi vịt của bên Quang Linh Farm làm có chỉnh chu và có đẹp không nha mọi người. Rất là bài bản luôn. Cực kỳ bài bản.
Ô, phần này anh Tình với anh Hầu làm cái gì ở đây nhỉ? Làm cái gì mà nhìn đẹp như này nhỉ? Mấy anh làm cái gì ấy? Để xem nào. Mấy anh làm cái gì mà nhìn đẹp nhỉ? Ở dưới suối này. À, làm dàn. Dàn gì ấy? Đúng rồi, chuẩn đấy. Làm như này là rất đẹp đấy các bạn ạ. Đây, cái gì nhỉ? Bí à? Bí hay là mướp hay gì nhỉ? Cái này làm gần mương nước như này đẹp thế này. Ok phết đấy các bạn nhỉ. Đấy. Thôi để sang bên này, xem cái cây gì nào. Đây này. Mấy anh đang làm thêm cái gì đây này. Cho nó leo lên đây này. Ok phết đấy. Đấy. Mình cũng luôn nói với anh Thế và anh Hậu, anh Tình là luôn luôn chủ động mọi việc, là làm bất cứ cái gì ở trang trại cũng được. Đấy, thiếu vật liệu thì em đưa lên. Đấy, mấy anh là cứ triển khai làm tất cả các dự án ở đây. Đấy, khi mà mình không có ở đây nha mọi người. Tại vì sắp tới là mình cũng có rất là nhiều việc và phải trực tiếp làm, nên là không thể nào mà đến trang trại thường xuyên để nói mấy anh vẽ vời làm như này như kia được. Đấy, rất là tốt, cực tốt. Không biết là mấy anh làm cái gì ở đây, nhưng mà mình thấy là rất là bài bản. Chắc là cái dàn leo gì đấy các bạn ạ. Đây này. Bây giờ làm nông nghiệp mà không biết là làm cái gì nữa. Một là bầu hay bí cái gì kể. Cái là cái gì các bạn nhỉ? Mướp à? Hay bí hay bầu ấy nhỉ? Đây, nó leo lên ở cái mương nước này là cực đẹp luôn ấy. Cực đẹp luôn. Làm rất là bài bản luôn. Đoạn mương nước này hình như là ít nước quá các bạn ạ. Bây giờ nó đất cát nó xuề xuống đấy các bạn. Nên là nước nó đọng là ít lắm. Đây, cây này một là bầu bí, rồi là mướp. Đấy, chỉ có thế thôi. Không biết cây gì. Mình nghĩ là mướp. Cái mướp. Đây. Lên rất là đẹp rồi này. Mấy anh làm cũng nhanh phết đấy. Xem. Lên rất đẹp. Ok đấy nhỉ. Đấy. Đây. Ui giời. Ở đoạn này như là mình phải đào thêm đấy các bạn ạ. Chứ nước đất cát khi mà nó bị xoải xuống ấy, nó cái độ sâu của nó không còn nữa. Cái này sau có thời gian chặn lại cho nó một ngày, sau đấy là cho máy. Ui, bây giờ lắp chán như này rồi thì không lấy máy mà đào được rồi, chỉ có lấy công nhân xuống là đào vét lên đắp hai bờ này. Đấy, đẹp đấy nhỉ? Được đấy. Ok phết đấy. Chuẩn. Cái này sau nó leo lên đẹp lắm. Leo cái dàn này đẹp lắm. Rồi không khéo kiếm đi vài cái làm cái khu ăn chơi đây cũng được đấy các bạn này. Đây,
cứ bắt mấy cái đà qua rồi là trải cái chiếu với là làm cái ván là ngồi lên đấy ăn nhậu cực mát luôn, để sau nó cái cây này này nó leo lên nó phủ hết, nó che được bóng mát luôn mà. Đấy, chuẩn được đấy. Đây là về khu vịt đấy, sắp tới mình sẽ điện chỉ Lan Anh với anh Lộc có vịt nữa không thì cho em một ít nữa hoặc là mình đi mua một cặp, mua về một cặp vịt là 24.000 một cặp, đắt cực đắt, tính ra một con là 55.000 tầm đấy, 545.000 gì đấy. Thôi bây giờ tiền đây thì ngồi nói về vấn đề Quang, anh Quang Dũng luôn nha mọi người. Thì anh Quang Dũng là đang có bình kiểu nó sốt rét nhiều năm quá ấy các bạn, nên nó gây ra một cái bệnh gì đấy mà mình cũng không nhớ rõ, mà cũng không tiện nói đây, không nói chung là không tiện nói nha mọi người. Đấy thì anh Dũng là có đi khám cách đây tầm 20 mấy ngày, cũng nhập viện mười mấy ngày, khi mà xong khỏi ốm rồi, ok rồi, thì anh Dũng là xác định là bảo là với anh em là anh xin phép về Việt Nam để chữa trị cái bệnh sốt rét cho nó dứt điểm hẳn luôn. Đây, căn bản là cái sốt rét bên này nó cũng rất là nguy hiểm, nó dính đến cái máu ở trong người, nói chung là cũng nhiều cái, nói chung là mình cũng không rõ, nhưng mà nói chung là rất nguy hiểm, phải chữa trị kịp thời, chứ không là cứ mỗi tháng là bị sốt rét một lần. Đấy, nếu mà cứ quanh năm sốt tháng sốt rét thế, đấy sẽ có một lần rất là nguy hiểm đối với tính mạng của anh Quang Dũng. Nên là vì thế anh Dũng phải về Việt Nam chữa trị cho nó hết đi, rồi sau quay lại tiếp tục công việc làm đấy. Và cái thứ hai nữa đó là cái hộ chiếu của anh Dũng lâu năm rồi, anh Dũng thì cũng lâu năm mà chưa về, tính ra cũng 6-7 năm rồi. Anh Dũng sang đây thì cũng hai lẻ mấy ấy, cũng đâu đó 11-12 năm rồi nha các bạn, mà về có một lần thôi, về có một lần, nên là cái hộ chiếu nó hết hạn rồi. Bây giờ xác định về thì phải đi làm hộ chiếu mới trên thủ đô ấy, đấy trên thủ đô ấy, thì cũng chưa về, tầm ngày mai ngày kia mới về nha các bạn, ngày mai mấy kia mới về để làm video thông báo cho mọi người, và cũng như là nói cụ thể như này như kia đấy, và cũng nói với dân bản như này như kia, lúc nào sang thì sẽ tiếp tục công việc đấy. Và kênh của anh Quang Dũng thì tạm thời sẽ ngừng hoạt động đấy. Khi mà anh chữa trị bệnh xong rồi thì anh sẽ qua và anh sẽ làm lại như lúc xưa đấy. Nói chung là cũng mong rằng là anh Dũng có thể khỏe mạnh để sắp tới về Việt Nam và cũng như chữa trị sau khỏi bệnh thì sang đây làm với anh em đấy, tiếp tục công việc thiện nguyện ở bên này đấy. Nói chung là bây giờ thì cũng là nhiều khi ở bên này bệnh tật với gì cũng không đi bệnh viện ở bên này điều trị được nha các bạn, không điều trị được. Bên này về cái phần y tế nó rất là kém, tất cả mọi người Việt Nam, những ai đã từng ở bên này thì sẽ biết y tế của bên này như thế nào đấy. Nhiều khi bị sốt rét nhẹ thôi nhưng mà vào bệnh viện là thành sốt rét nặng luôn đấy các bạn. Đấy, rất là nguy hiểm. Đấy, mình nói qua về vấn đề đấy cho mọi người nhá. Thì vài hôm nữa mọi người chờ anh Quang Dũng làm hộ chiếu về, rồi anh Dũng tổ chức một buổi ăn uống liên hoan gì đấy, thì mình sẽ nói cụ thể cho mọi người sau. Và anh Dũng cũng sẽ nói cho mọi người hiểu về bình như thế nào nhá. Ok. Nay lên đây để xem phần cái này làm dàn leo ở mương suối và cũng như là ở khu chăn nuôi vịt anh Thế làm đấy, rất là đẹp và chỉnh chu, hoàn hảo 100% đấy. Ok, các bạn thấy video này hay và ý nghĩa thì cho anh em mình một like, chia sẻ video và đăng ký kênh Quang Linh Vlog Cuộc Sống Cho Phi để ủng hộ em mình nhá. Chào các bạn. Rồi bây giờ hai anh em là sẽ đi xem thêm những cái chỗ nào nữa thì mình sẽ quay cho mọi người, tại vì hai tuần nay không quay ở trang trại rồi, và trong hai tuần đó anh Hậu với anh Tý với anh Thế làm được rất là nhiều việc ở đây mà
chưa quay được đấy, nên là lên đây quay một lần cho mọi người xem về cái mô hình quá trình hoàn thiện trang trại về chăn nuôi và cũng như là về nông nghiệp nha mọi người.